vì quá xúc động vì được nhiều người lên tặng hoa quá, thành ra chỉ hát có lẽ quên lời phải không? Nhưng mà chị có nhìn vô bản nhạc không? Nhưng mà sao mà hát ngắn quá nên nhạc trưởng nói sao hát có một lần là nó ngắn quá. rồi dạ. Rồi hay là để vậy hả? Bây giờ để thể theo lời yêu cầu của bạn của anh cha chị dân, chị sẽ trình bày bản khúc Thủy Du.